hồi rình cái phòng vậy? Sao khuya rồi ngủ đi. Ừ thì khen ai khéo dệt quyên ương, trèo non lội suối, lên giường có đôi. Khuya rồi còn nói lôi thôi, mắc gì không ngủ lấy tranh ra thiều. Thiều lấy gì? Là thiêu đó má. Dẹp đi ngủ. Ôi dạ, đó. Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm cho nát mai dồn khổ qua. Nhắc khổ qua nghe thèm quá. Mai ra chợ mua bánh chưng ăn. Ủa bà cũng ăn đồ con người được hả? Biết chứ. Tưởng cấm cho bà cái ống hút bà rịch hơi là bà no tới chiều. Làm như tôi con ma thông á. Nói thiệt á, tôi mà chưng diện lên nhìn cũng... Để... Dừng lại. Đi đâu đó? Baby. Bà già 10 điểm. Cho ngủ riêng bữa nha. Khoan. Không, bữa nay cho thiếu nợ bữa. Cuốn sổ nợ ông dài hơn cuốn sổ đầu bài rồi. Trả tới hết năm cũng nổi nghe chưa. Nghe. Không ấy thêm bữa có sao đâu. Ở lại lớp luôn nghe chưa. Nghe chưa. Sao đó. Cứu tôi. Sao vậy? Cứu tôi. Cứu chị không nổi nữa rồi biết chưa. Cứu tôi trời ơi cứu tôi. Có con khác rồi phải không? Có. Cha của tôi rồi phải không? Trả bài. Tôi có nỗi khổ. Nỗi khổ gì? Có nói được mà. Nói thật sự là tôi bị. Bị cái gì? Tôi bị. Trời ơi, thì ra là ông bị. Rồi cuối cùng là bị cái gì? Tự nhiên kêu tôi qua kể chuyện giường chiếu. Còn hai má ôm nhau miếu. Tôi đâu có gành cái chuyện tình yêu. Phải kể rõ ràng thì tôi mới hiểu chứ. Xin phép kêu. Đừng kêu. Ông yếu. Yếu hả? Là yếu sinh lý hả? Ôi có cái chuyện yếu sinh lý không mà kể 4 tiếng đồng hồ. Nói yếu sinh lý một cái một thôi là tôi giải quyết trong vòng một nốt nhạc hả? Được. Ôi, làm gì vậy? Trời ơi, lột cái quần ra. Cái bệnh này nó không có chết. Ông sĩ diện nó mới chết đúng không? Tôi quen một ông thầy Pháp rất là hay. Nếu mà vợ chồng anh chị chịu, tôi dẫn tới đó. Tới rồi đó. Gì vậy má, chưa chịu mà. Ủa lỡ vợ chồng ông bà không chịu rồi có gì đâu coi. Coi cái gì? Coi mỏi chứ coi cái gì. Chào thầy. Nữ này muốn coi cái gì? Dạ không biết thầy. Mẹ coi chừng tao đấy. Cái ghế này tao ngồi này. Thầy xin lỗi thầy. Nếu như không có coi cái gì ra ngoài kia coi xe giùm tao đi. Thầy ơi tụi con nãy đi bằng xe buýt không có xe coi đâu thầy. Không có coi xe thì ra ngoài đó coi giùm cái hồ cá coi có con cá coi nào chết không. Nếu như không con cá coi nào chết thì ra đường coi ngày coi giờ còn không. Mẹ coi chừng tao đấy. Dạ 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 con đi liền thầy. Dạ chào thầy. Ê bà, sao nhìn ông này không giống con người? Đúng rồi, tôi con chó, con mèo, con ma, con quỷ, không phải con người. Không phải, ý là nói không có giống con người Việt Nam. Đúng, tôi không phải là người Việt Nam. Tôi xin tự giới thiệu. Thì tự giới thiệu, cha giới thiệu giùm. Đường cái gì mặn quá. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Pháp. Khi tôi về Việt Nam chơi, được thần thánh và ông bà nơi đây khai căn, khai cốt, khai nhãn, khai nhĩ, nên tôi mới làm thầy. Nên người ta gọi tôi là thầy Pháp. Ồ, hợp lý vãi. Thầy ơi, thầy người Pháp chắc thầy giỏi tiếng Anh lắm ha. Đương nhiên. Dịch thử mấy câu để mình test nghề đi thầy. Cứ hỏi. Hỏi gì giờ ta? À, nói nào ngay, không giấu gì thầy. Lóng rài thấy trong người hơi mệt mệt. Dịch đi. Nói nào ngay. Dạ. Speak what here. Wow. Không giấu gì thầy. Don't hide what teacher. Wow. Hôm rài thấy mệt mệt.
This day feel tired, tired. Tired, tired là mệt mệt đó bà. Trời ơi, giỏi dữ vậy ha. Ủa, mắt cái giống gì? Mắt cái giống gì? Hả? Mắt, mắt là eyes. Cái không phải là được, dạ. Cái là cứa, cứa, giống là giống nhau, the same gì là what, mắt cái giống gì là I good, the same what. Ý tôi là mắt cái giống gì nói chuyện lớn lớn. Nói gì cho nó khỏe ha. Nói tiếng Việt được nè. Nói được. Sao lúc đầu không nói vậy đi? Thì tôi hay ra vẻ gì đó để cho mọi người tin tôi hiểu không? Nói chung là tôi muốn trên trên, muốn dưới dưới là linh động dữ lắm. Ổng lộn từ linh động với từ linh hoạt. Bà nói hồi ổng đánh bà mất linh hồn luôn bây giờ. Ông đốt nhang. Ê, người Tây người ta đốt nhang mũi chứ không đốt nhang mình ha. Là thầy tốt nghiệp chưa? Cuộc sống thầy mất lửa quá. Rồi không mau tiếp lửa cho ta. Dạ. Quá. Người Tây người ta đuổi tà như đuổi mũi vậy đó. Không, này tôi đuổi mũi nha. Nghĩ nhiều dữ lắm. Để đuổi mũi trước rồi lát nữa không bị mũi chích. Coi bói vậy này nọ nó mới suôn sẻ hiểu không? Gõ chuông nè. Thì gõ chuông xong mới đánh cái mỏ. Đánh mỏ gì má? Chuông mỏ là combo ở trong chùa, con này đi coi thầy coi bà. Đi đây ta cũng cúng tị trang đó. Cúng bà đó, bà điên quá. Ta gõ chuông 3 cái thôi. 3 cái là tâm tai, 4 cái nó mới chẳng đẹp. Tự nhiên chẳng đẹp, 3 cái à má, 4 cái chi cho mỗi tai vậy? 4 cái sinh lão bệnh tử, đánh 3 cái nó kỳ cục lắm. Tử 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 cái đầu bà đó vậy? 4 cái ai? Tôi nói 3 cái mà cãi không? 3 xuống xuôi. Tao gõ 2 cái đó. Là gõ lên 2 cái nắp sọ hai đứa tụi bay á. Cái gì mà rần rần vậy? Không có tập trung cúng được luôn à. Hay quá thì vô đây ngồi luôn đi. Mệt à. Để người ta tập trung, ta gõ chuông. Sao không có má nào nói hết trơn vậy? Hả? Nói sợ thầy gõ vô não. Ai hỏi gì đâu nói. Ủa, muốn nói gì thì cứ nói mắt rồi phải hỏi nữa. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Thì bây giờ người ta hỏi nè. Nhưng mà bây giờ hỏi là phải tập trung. Là bởi vì những câu hỏi mà ta chuẩn bị hỏi nó hết sức là tâm linh, hiểu không? Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong vòng một nén nhang mà thôi. Yeah. Khi mà người ta hỏi ra rồi để biết cái vấn đề tâm linh như thế nào thì người ta mới giải được. Tranh thủ đi hết nén nhang nè, ông chết. Không, người tao chết tao kéo mày theo đó. Tôi nè, tôi chết trước đây nè, bệnh chết đây nè. Bây giờ cho tao hỏi. Trước khi hai vợ chồng tới đây là hai vợ chồng có ăn uống gì chưa? Ờ, dạ rồi. Ăn cái gì? Ăn cơm với cá. Sao không ăn với thịt? Dạ, tại không có tiền. Mắc gì không có tiền? Tại nghèo. Ủa, nghèo có ăn rau không? Dạ có. Rau gì? Rau muống. Muống cái gì? Dạ con muốn. Hết giờ. Hết một nén nhang rồi nghỉ hỏi. Bởi tao nói giọng thứ ngu. Tao nói là tao chỉ có làm việc chỉ trong vòng một nén nhang thôi. Giờ hết nén nhang rồi không làm nữa. Ủa cái gì vậy? Quỳnh Ngọc Lập sinh ngày 17 tháng 5 năm 1993. Ủa mà mắc cái gì kêu tên tộc của thằng đó vô làm chi vậy? Ủa cái tộc gì ổn nghỉnh gì đặt tên không cho người ta kêu? Nhưng mà có vấn đề là ông phải ngang hàng phải lứa với ông bà của người ta rồi cũng hỏi vậy đó hỏi. Ông bà gì? Ông bà ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Ăn cơm với gì? Ăn cơm với thịt. Tại sao không ăn cơm với cá? Tại giàu. Giàu rồi có ăn rau không? Ăn rau chứ. Rau gì? Rau muống. Muốn gì bước ra solo. Bước ra solo để cho ông thử mày à. Ôi ơi trời. Vợ chồng con đây đi từ xa tới đây tìm thầy để trị bệnh chứ không phải là cần tư vấn dinh dưỡng gia đình Việt. Ê, tính ra là vợ ông dông theo nhiều dữ lắm nha. Không, mà tới đây trị bệnh thiệt thầy ơi. Không, dạ. Tôi thấy bây giờ là vợ ông nặng dữ lắm rồi đó. Đâu có, chồng tôi bệnh tôi đâu bệnh. Thôi, nhưng mà cái nguyên tắc của ta là chỉ làm trong vòng một nén nhang thôi chứ không làm gì được được hết á. Thôi đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Bây giờ cứ buồn khóc vậy hoài là bệnh tình ấy ngày càng nặng hơn thôi chứ không làm gì được ta đâu. Thôi tao mệt hai vợ chồng này quá. Thôi như đây là một ân huệ đi, ta làm phước đi.
Nghe ta phán đây. Vợ buồn chồng chán chuyện yêu, chồng buồn đi chợ chưa tiêu đã hết tiền, muốn cho bay hết ưu phiền, giải ra mật mã hết liền đâu. Sờ tờ tam giác là gì má? Nhìn vô là biết ông thầy Phát không biết chữ rồi. Gì vậy má? Chứ biết chữ ghi đại chữ vô đi, vẽ vời đủ thứ mà không biết gì hết trơn. Ổng là thầy, ổng có nhiều cái chuyện ông có nói được. Thiên cơ bất khả lậu mà. Hình như là tôi đoán ra được rồi đó nha. Gì vậy? Sờ tờ Sơn Tùng. Sơn Tùng diễn ở đâu? Mình tới mình xin thuốc giải. Ông sao ông khùng quá. Sờ tờ ST Sơn Thạch cũng được vậy. Mà điên hơn tôi đó má. Âm dương là tôi là dương nè. Phải kiếm cái âm để nó hòa quyện với nhau. Sờ tờ là sĩ thanh. Phải, sờ tờ là siêu thị. Mà mới điên đó má. Siêu thị gì đây? Siêu thị ở trong đó có bán thuốc. Thì vô chẳng mua thuốc, ông uống hết bệnh. Siêu thị làm như nhà thuốc, vậy vô mua thuốc. Vậy chứ gì? Không ấy, bây giờ mình bàn cái vụ tam giác đi. Ừ, bỏ cái này đi, khó hiểu quá nè. Tam giác là gì? Tam giác. Tam giác là tác giam. Tác là đánh, giam là nhốt. Đánh nhốt là đốt nhánh. Đốt là thiêu, nhánh là cành. Thiêu cành là thanh, kêu ô giá. Ôi, hay quá. Làm không sợ hàng xóm chửi ông là con bò. Mắc gì chửi con bò? Nhai lại cái miếng của người khác. Tôi không những nhai miếng mà nhai đầu bà luôn đó. Trời ơi, thôi 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 đi. Thanh Kiều. Mà thiêu cành Thanh Kiều là con nào? Trời ơi, bà ngu quá. Tiếng Anh Thanh Kiều là xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin đành bó tay. Bệnh rồi á, tôi chữa rồi. Ờ, thôi đi trời ơi, cái gì mà cứ hở cái là miếu, hở cái là miếu à. Không có phải đâu. Cái ông thầy này, ông đưa cái này có nghĩa là ông có muốn là mình tìm được cái nguyên liệu để mà mình tìm kiếm, mình trị được cái bệnh của ông này. Mấy cái kia đâu có liên quan. Anh kêu cái gì nè, phải cái gì liên quan tam giác nè. Cái gì giác sờ tờ giác. Sờ tờ giác. Sừng tê. Sừng tê giác. Sờ tờ giác, sừng tê giác. Đúng rồi. Hợp lý nha. Hợp lý chứ. Sừng tê giác tôi nghe nói là bệnh gì uống vô cũng hết luôn. Trời ơi, vậy là hay, hay, rất hay. Sừng tê giác đâu có rẻ đâu. Nó mắc như vàng vậy, kiếm đâu ra? Nhưng mà có cũng không có tiền để mua. Không có trị gì nữa hết. Hy sinh đời bố để củng cố đời con, để tiền nó lo cho mấy đứa nhỏ ăn học. Trời đất ơi, vợ chồng không lo cho ông chứ lo cho ai? Ông yên tâm đi, bây giờ mình không có tiền, tôi ráng đi đi, tôi chạy tôi vay hàng xóm. Còn hàng xóm không có nữa đó, mình nhờ tới mấy đứa bạn thân mà hay qua lại với mình. Mình nghèo thấy mẹ, bạn bè có tiền đó mà cho mượn. Mà đâu phải ai cũng có tấm lòng Bồ Tát, sẵn sàng giang tay ra cứu vớt những mảnh đời bất hạnh đứng bên bờ vực thẳm như chúng ta. Đúng không nè? Nè cha, mắc nợ hai vợ chồng ông bà không biết chừng nào mới trả xong á. Chúng tôi cần sừng tê giác, không cần bánh mì từ thiện. Hai vợ chồng bà nông cạn quá. Vạch cổ bánh mì lên. Thấy cái lỗ không? Lấy hai ngón tay chọt vô cái lỗ đó. Móc ra. Vậy? Bột sừng tê giác. Trời ơi, bột sừng tê giác là đúng gu luôn. Bệnh ung thư còn trị được. Ba cái bệnh đó là chuyện nhỏ không? Cái này quý lắm, ở đâu mà bà có sẵn vậy? Trời ơi, kỳ chuyện người già hầu người nghèo không có biết đâu đó. Uống vô một ngụm một thôi hết bệnh là con bạn tôi nó khỏe liền, nó không còn khổ nữa. Cho tôi uống thiệt đó hả? Ai cha? Không dám cầm luôn á. Trời ơi, nhanh đi, nó bay thuốc bây giờ cái ông nội này. Đừng làm rớt giọt nào đó. Nhét vô. Quỳ lắm. Trời ơi, cái nết nghèo thấy thương. Có nhiều quá trơn á, cái đó là 10 gram khoảng 3 ngàn.
Trời đất ơi, rẻ sao ông nói trước tôi gửi mua nhiều. Ừ, trời ơi, biết ở đâu mua giùm tôi 1 ký đi, 1 ký có 30 ngàn chứ mấy. 3 ngàn đô á, 70 triệu. Gì cha? Ông ối là trả lại được không chứ? Ông mới uống gần 70 triệu. Ừ. Mới uống cái gia tài luôn á má. Tiền đâu trả mà. Ừ, không cần trả, cái này thật sự thì cũng phải là của tôi. Đâu ra? Của chú tôi, ổng bị ung thư. Cái người ta mới nói là mua sừng tê giác về để cà ra mà uống. Ổng mua nguyên một cái sừng vậy nè. Ngày nào ổng cũng cà ra uống. Uống được đâu chừng năm rồi. Bây giờ đó là không có uống nữa. Rồi dư đó thấy vợ chồng bà cần kêu nhỏ cháu nó đem qua đó. Gì vậy trời. Công nhận cái sừng tê giác này nó hiệu nghiệm ha. Ừ. Ổng uống chừng một năm là ổng hết. Hết thở rồi. Chồng tôi uống được sao? Không có nghĩa là ổng chết trước khi ổng hết bệnh. Chứ đâu phải ba cái sừng tê này không có hiệu nghiệm đâu. Mắc tiền vậy không lẽ đồ bỏ. Cái đó là do cái số thôi. Cái số tới lúc đó là chết chứ không phải là tại sừng tê. Chứ mà ê. Sao sao? Ê xịn nha, xịn nha. Mới uống mà thấy rần rần trong người á. Chứ gì nữa. Rồi, tối nay bà tới công chuyện với tôi đã. Trời đúng có bà bạn xứng đáng này chứ. Quá à. Rạo rừng rồi rồi nha. Cái gì vậy? Ông Bảy ơi! Chồng tôi tao về thì vậy? Cứu đi! Bà ơi! Bà! Cái gì? Tay tôi nắm mà. Tôi sợ tôi không còn được nắm tay bà nữa. Ráng đi. Ráng chạy thuốc thang thầy này tới thầy nọ cho ông. Mệt quá. Trời ơi chi mà khổ vậy. Dính rồi. Trời ơi. Dính rồi bắt được. Con mẹ này. Trời ơi. Dính rồi đặt. Bà đây. Lấy gì vậy? Trời ơi cái gì vậy bà nội? Đó thấy chưa. Quá trời thầy rồi thầy ơi. Không có binh thầy được luôn á. Bắt cái gì tôi? Xử bà đi. Bà đừng có manh động nữa. Để cho ổng thưởng thức cái tự do thêm 5 phút nữa kêu công an bắt liền. Ờ vậy đi. Ủa gì vậy mấy má tự nhiên cứ bưng tôi vô đây cả bắt tôi nữa lần sao không hiểu gì hết trơn luôn á. Ờ thôi thầy đừng có chối nữa. Thầy làm thầy mà thầy hả kê đơn cho người ta sắp chết luôn rồi kìa. Ê tầm bậy tầm bạ nghe, tôi chưa bao giờ kê thuốc cho ai uống bao giờ nghe chưa. Nè đừng thầy bà đừng có giả ngu giả ngơ nghe không. Chồng tôi yếu sinh lý, ông xúa gì uống sừng tê giác, uống gì không hết bệnh mà còn ngộ độc nữa. Thầy sao hại người vậy? Cái này là xúc phạm cái công việc của tôi nha. Tôi chưa bao giờ tư vấn cho hai vợ chồng uống sừng tê giác à. Có cái miệng nó hổn kìa. Nè nói có sách mách có to thuốc nghe má. Ông kê vợ chồng tôi sờ tờ. Sờ tờ là cái gì? Là sừng tê chứ là cái gì? Ủa mấy má có bị mất nhận thức không? Có cái toa thuốc nào mặn vậy không? Vậy chứ nghĩa là gì? Cái này là một cái thông điệp tôi muốn gửi cho anh hiểu không? Thông điệp gì? Cái chữ sờ tờ là viết tắt của cái chữ strong. This is English, do you understand? Hả? Là nghĩa gì? Strong có nghĩa là mạnh mẽ, là kiên cường. Anh là đàn ông mà anh phải mạnh mẽ lên, hiểu không? Pháp sao đây nói tiếng Anh quá. Đó vậy? Là tiếng Anh. Nó tiếng Việt không rành mà giờ biết tiếng Anh mà còn viết tắt nữa, ai mà dịch cho được. Còn cái tam giác là cái giống gì? Cái tam giác là một cái biểu tượng. Biểu tượng này có ý nghĩa là phải kiên quyết, kiên nhẫn, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Giống như anh nè, anh phải kiên quyết lên, chia sẻ hết những cái vấn đề mà anh đang mắc phải cho vợ anh hiểu. Rồi. Quỷ biệt, bắt đi. Tức ghê ở đây là cái tôi nói nè. Anh á, có phải á, là anh đang lo sợ gần gũi với người vợ tưởng chừng như là người đàn ông của mình không? Sợ, tôi nhìn bà tôi còn sợ mà huống chi là chồng bà. Merci beaucoup. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì? Bóp gì? Cái này là sanh ngữ người ta sao không biết thì đừng có lanh lanh cái miệng. Ừ. Chỉ có những người đàn ông mới thấu hiểu nhau như vậy. Chứ còn cái gì nữa? Cái vấn đề của tôi, bà không giống đàn bà là một chuyện đi. Ừ. Tôi còn một cái nỗi sợ nó lớn hơn nhiều nữa. Là cái gì? Nhà tôi nghèo quá mà. Cho nên mỗi lần mà gần gũi với bà, tôi sợ bà dính bầu, rồi đẻ thêm đứa nữa. Rồi tôi không có lo được cho mẹ con bà. Rồi nghèo nó lại càng nghèo hơn. Cho nên là mỗi lần bà muốn gần gũi là tôi ngại lại vậy đó. Ồ, tội quá trời tội. Thì đó, cuối cùng là áp lực cuộc sống. Cái áp lực cuộc sống này nó đè đầu cửa gỗ anh. Thầy, tôi đang bệnh đó thầy. Thì nó mới khiến anh bệnh tâm lý như vậy. Thấy không? Lúc nào anh cũng lo sợ gần gũi với người vợ tưởng chừng chỉ là người đàn ông giống như chị vậy nè. Ê thầy, trong cái lời giải thích của chồng tôi không có từ đàn ông trơn trọi á.
thì thêm thắt đặt điều vô không à. Ông thương tôi gần chết có ghét bỏ gì tôi đâu. Thì cái chuyện hai vợ chồng thương nhau là chuyện của hai vợ chồng. Còn bây giờ tới chuyện của tôi nè. Bây giờ tôi muốn biết ai là người tư vấn cho hai vợ chồng uống cái sừng tê giác. Làm gì chỉ tôi? Tôi nhiệt tình giúp vợ chồng anh chị quá mà. Đây, nhiệt tình á cộng với ngu dốt là phá hoại đó chị. Thôi hơi nặng nha khầy. Trời đất ơi, thay vì bây giờ chị tư vấn cho hai vợ chồng này uống sừng tê giác, chị rút móng chị ra cho hai vợ chồng uống đi. Tự nhiên uống móng tôi. Tại vì cái sừng tê giác nó không khác gì cái móng tay người ta hết trơn á. Nó y chang với nhau à. Tại sao nó mắc dữ vậy thầy? Đây nè, bây giờ thời đại 4.0, ở đâu thời sự báo chí người ta cũng đưa hà rầm. Sừng tê giác không có giá trị gì để chữa bệnh hết. Hiểu không? Bây giờ nè, anh không có bệnh, anh mua sừng tê giác về anh uống. Mà trong cái sừng tê giác nó có tính hàn, anh uống vô nó hại thận của anh. Rồi anh giảm tinh khí. Trời ơi, nhiều khi dẫn tới nhiệt dương luôn đó. Trời ơi, bà muốn thúc đẩy điều gì? Không có, thì sự là không có biết, giàu thôi, có điều kiện thôi. Mỗi lần mà nhà có bệnh á là người ta kêu á là đi mua sừng tê giác uống đi, bệnh gì cũng chị hết. Đi kiếm mua liền khay, mặc lắm rồi bị ghẻ đâu. Thấy chưa? Người này đồn, người kia đồn, mấy người nhẹ dạ cả tin như chị đó, càng ngày càng mua nhiều. Khi mà mua nhiều rồi đó, giá thành của sừng tê giác càng ngày càng lên. Thì khi mà càng ngày càng lên rồi á, những người tham tiền á là sẽ săn lùng giết chóc cái con tê giác đó. Rồi mấy con tê giác nó bị tiệt chủng. Trời ơi, thấy chưa? Mà một khi nó tiệt chủng rồi, ai mà mua bán sừng tê giác là sẽ bị công an bắt. Nói chung là giận vậy. Hai vợ chồng này á không có điều kiện, không có tìm hiểu được, không biết thì tôi không trách. Còn bà cũng chứ à. Chỉ có điều kiện, chỉ có tiền mà chị không tìm hiểu. Chị không biết cái gì hết trơn á, trời, chị đồn tầm bậy tầm bạ, giờ chị hại người, chị thấy không? Nói chung là bây giờ từ đây về sau, tất cả mọi người ý thức một chút, tìm hiểu một chút, chia sẻ với nhau một chút để không bị tiền mất tật mang, hiểu chưa? Dạ hiểu. Sừng tê không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Coi xe giùm ta đi. Thế là muốn chuẩn bị đốt nhà. Gớt gâu. Gớt gâu. Và bộ cuộc sống sẽ mất lượng. Cắn dưa ngàn dặm xa vợ chồng con tới đây tìm thầy để trị bệnh chứ không phải là cần dinh dưỡng. Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, tác đánh là đánh nhốt. Ông chị, chị biết điều.